Chào các bạn, tên tôi là Quân Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ trở về đề tài Sprite Animation. Mấy bài trước thì tôi cũng đã giảng về Sprite Animation với Canvas rồi. Trong video này thì tôi sẽ làm video giảng về Sprite Animation với CSS 3. Điểm khác biệt đó là CSS 3. Trong CSS này thì mình không cần Canvas nữa. Một câu hỏi là khi bạn thiết kế hoạt hình hay là thiết kế games, đồ chơi điện tử đó, thì bạn xài Canvas hay là CSS3? Câu hỏi này rất là tùy theo. Nếu mà bạn có thiết kế một cái game mà tương đối dễ đó, thì bạn xài CSS3. Nếu mà phần đông nói chung đó, thì Canvas thì nó đa dạng hơn. Trong cuốn sách này thì tôi nói tôi có nhấn mạnh về Canvas với CSS3 tương đối là đồng đều. Đây là một trang trong cuốn sách tôi vừa viết xong. Đây tôi muốn nhấn mạnh là CSS3 là Dome Based Graphic đó, là High Level. Còn Canvas là Low Level. Low Level nghĩa là sao? Nghĩa là bạn có thể viết tới từ cái pixel được. Còn High Level là bạn chỉ viết tới cái Object Level thôi. Tại vì ở trong CSS3 bạn làm gì bạn cũng phải biết trong cái Object hết. Bạn không có đi xuống vô trong sâu trong Object được. Còn Canvas đó, thì bạn có thể xuống dưới tới cái chấm lận. Đây là nội dung của cuốn sách. Nếu bạn để ý đó, cứ mỗi thí dụ tôi viết cho Canvas đó, thì tôi viết một thí dụ khác cho Dome. Và ngược lại, nếu mà tôi viết cho Dome thì tôi viết cho Canvas. Bạn nên học cả hai, Dome và Canvas. Nếu mà bạn muốn viết về game cho khá lên đó, nên bạn nên có khoa hai. Đây là thí dụ 1 của CSS3 Sprite Animation. Nếu mà bạn nhìn bên tay phải coi lập trình làm gì. Đây tôi có làm ra ba cái nút Start, Stop, Next Row. Tôi sẽ bấm nút Next Row đó. Bạn thấy người sẽ chuyển hướng một chút. Cái là Next Row nghĩa là tôi lấy hàng này đi theo thứ tự đây. Còn stop là tôi cho nó ngừng. Còn start thì tôi nói nó đi tiếp. Nếu mà bạn nhìn bên tay phải lập trình này đó, thì tôi không có xài tới thẻ Canvas nào cả. Ở trong cái body này đó thì ba câu này đó thì sẽ làm ra ba cái nút Start, Stop and Next Row. Còn cái Div này đó, Div này là cho người Robert này. Khi mà bấm nút Start đó thì tôi bắt đầu vẽ làm người Robert di chuyển là tôi set cái timer đó. Và khi mà Stop đó thì tôi stop cái timer, nghĩa là con Robert nó sẽ ngừng. Còn Next Row đó, khi mà tôi click nó đó, thì nó cộng lên row mới, sẽ lên row kế tiếp này. Câu hỏi là làm sao bạn làm người máy này di chuyển được? Thì cũng giống như là trong Canvas thôi. Thì bạn trước nhất là bạn cắt hình lớn ra hình nhỏ, rồi bạn di chuyển cái background position của nó. Thì ở trên CS styling đó thì cái tấm hình nhỏ bạn cắt nó là 64 pixel và 294. 64 là chiều ngang, 96 là chiều cao đây. Rồi khi mà bạn loop đi vòng đây đó thì bạn đổi vị trí. Thì bạn tăng cái thằng thay với đây, nghĩa là cái chiều ngang của
có tấm hình nhỏ, còn chiều cao đấy thì bạn nên giữ, bạn chỉ đổi khi nào bạn click grow thôi, là khi mà bạn grow. Trong bài số 2 này đó thì tôi muốn điều khiển con robot bởi những cái mũi tên, thì đây tôi bấm cái mũi tên bên tay trái trong keyboard đó thì con robot sẽ đi, tôi bấm tay phải sẽ về phía phải, và tôi bấm trái nó sẽ về phía trái, tôi bấm xuống nó sẽ xuống, tôi bấm lên nó sẽ lên. Đây là mấy câu tôi cộng vô, mấy câu này thì tôi copy của mấy bài trước vậy thôi, cũng có gì tôi chỉ đổi cái dx dy cho mỗi trường hợp, và tôi cộng thêm mấy cái câu này vô. Câu lệnh này đó thì nói là đi tìm vị trí của robot hiện tại đang ở đâu, và lệnh này nói là cộng cộng thêm cái delta x delta y là cái vị trí mới của nó. Còn trên đây thì cứ như nguyên như bài trước, không có đổi gì. Các bạn thấy con robot thì đi, nó cứ đi lùi, nó đi cùng một vị trí thôi, vì lý do là bây giờ tôi để nó là row 1 thì nó cứ đi về phía này thôi. Khi mà bạn điều khiển cái mũi tên đó nên bạn nên đổi nó thành, để tôi đổi đây. Đã hơn chút, đi chơi tới cái này cũng được, đi luôn lại cũng được. Nếu bạn để ý nó, ba cái nút này nó xài được nhưng mà nó không đẹp mắt, thì trong bài kế tiếp này nó thì tôi muốn sửa cho cái này cho nó nhìn đẹp mắt một chút. Bạn thấy khi mà tôi để chuột nó vô đây đó thì cái này cái nút này nó đổi màu thành gray, thì cái lệnh này bởi button hover gray. Còn là tôi làm cái nút có một hình góc nó tròn chút bởi border radius và hình màu vàng. Bạn có thể thử có cái nhiều cách làm. Còn cái hình tam giác này đó thì tôi ở dưới ba cái thẻ của button đó thì tôi có để thêm cái mã số này vô. Bạn có thể tải lên mã số cứ mỗi cái dấu này đó thì nó sẽ có cái mã số của nó riêng. Tôi đã trình bày xong bài Sprite Animation với CSS3.